Chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay thì sẽ nói về cái 8 cái thói quen mà người lớn, đặc biệt là trong cái gia đình nghèo, chúng ta không có nên có để cái đứa con chúng ta nó không bị ảnh hưởng. Nó bị ảnh hưởng thì suốt cuộc đời nó nghèo hoài, tội nghiệp nó. Vậy thì người lớn của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta làm bố mẹ, thì một trong những cái điều mà chúng ta không nên làm, còn nếu mà có làm thì làm sau lưng cái con, không có cái con ở đó. Chúng ta nghèo mà chúng ta hay ganh tị người giàu này, hay là chúng ta không có hướng dẫn con nó hiểu về tiền bạc này, những cái thói quen đó nó không tốt, và chính những cái điều đó đó nó sẽ dẫn đến cái đứa con của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng những việc đó. Cái thói quen thứ nhất mà ba mẹ phải cần tránh đó là thói quen gì ạ? Hay cãi vã nhau về cái chuyện tiền nong. Cái này mình chứng kiến ở gia đình của mình. Hồi xưa gia đình ở quê nghèo thì ba mẹ của chúng ta là hay nói về cái chủ đề tiền bạc, và theo cái kiểu như là cãi vã nhau á trong giờ ăn cơm hoặc là cái thời gian buổi tối, và đã đụng tới cái chuyện tiền bạc á thì toàn là cái chuyện không hay. Nó liên quan tới chuyện mua sắm, tới cái việc nợ nần, rồi cái việc mà anh làm nhiều và em làm ít, rồi cái việc là anh lấy tiền anh làm hoang phí, toàn là những cái việc mà nó gọi là nó không hay không à. Và đứa trẻ nó mới lớn lên, đặc biệt là đứa trẻ nó mới có 3 tuổi, 7 tuổi cho tới 10 tuổi, nó chưa ý thức được á, nó nghe cái ba mẹ cứ nói cái việc đó. Sau này khi mà lớn lên á, nó đụng tới tiền bạc là nó cảm giác nó sợ, bởi vì nó nghĩ là tiền bạc là cái nguyên nhân chính á làm cho gia đình chúng ta bất hòa. Chúng ta phải nên nhớ một điều như vậy nè, dù muốn hay không muốn gì á, ai cũng cần phải có tiền hết. Người tốt cũng cần có tiền, người xấu cũng cần có tiền, người đi tu cũng cần có tiền, người làm chính trị cũng cần có tiền, người làm nhân công cũng làm có tiền, ai cũng cần có tiền. Tiền nó không tốt, nó không xấu. Tiền nó chỉ là cái công cụ, cái phương tiện thôi. Đừng cứ nghĩ là tiền xấu. Cái xấu ở đây là người sử dụng cái đồng tiền đó, họ làm cái việc xấu, họ làm cái việc không nên. Và chính vì cái sự cãi vã về tài chính đó, nó làm cho con cái nó sợ, nó lo âu, và nó nuôi dưỡng trong nó một cái thói quen á là nó không cần tiền. Và sau này nó lớn lên, đó là một trong những cái nguyên nhân á mà làm cho nó nghèo khổ. Cái cách chúng ta tránh là nó như thế nào? Mỗi khi chúng ta thảo luận về tiền bạc á, chúng ta tránh cái lúc có con của chúng ta ra. Cái thứ hai là người lớn, ba mẹ chúng ta, chúng ta hay so sánh mình với gia đình người khác, so sánh người này với người khác. Ví dụ như là thấy nhà hàng xóm họ mua được cái xe ngon, và thế là cái người mẹ có thể là ngồi nói móc nói ngoéo người ba của đứa bé, hoặc là không nói móc nói méo á thì lại ganh tị á. Cái ông đó ổng có được xe là do ổng làm ăn không chính đáng, đi lừa người này không ok với người kia, nên chừng cuối cùng ổng mới có được cái khoản tiền đó. Và mình nói cái điều đó trước mặt trẻ nhỏ, và trẻ nhỏ nó cũng nghĩ là cái tiền bạc là cái gì đó nó rất là xấu xa. Hoặc là chúng ta so sánh theo một cái góc độ khác là cái người đó giàu có quá mà chúng ta lại nghèo, nên là cuộc đời chúng ta không có bằng họ. Đâm ra con cái của chúng ta nó lớn lên nó cũng luôn so sánh nó với người khác, và nó quên phát huy cái điểm mạnh của nó đi. Vậy thì cái cách chúng ta tránh nó như thế nào? Là phân tích một cách rất là đơn giản cho con nó hiểu, là người ta họ thành công á, họ có nhà có xe như vậy là cái lý do vì sao. Chúng ta nói về cái mặt tốt đẹp á, và giảng dạy cho đứa con rằng con cũng có những cái phẩm chất đó, con cũng có được những cái cách đó, miễn là lớn lên con biết cách con làm thì con cũng được như người ta. Lúc xưa ba mẹ chưa được như vậy, nhưng mà bây giờ ba mẹ tin rằng là sang đời con sẽ làm được như vậy, thì tự nhiên đứa con nó lớn lên nó chạm ra được, nó sẽ có một cái góc nhìn khác hơn. Cái thói quen thứ ba là về cái việc mua sắm và thanh toán. Do không đủ tiền mà, nên là chúng ta gần như là chúng ta tránh đi những cái khoản mua sắm, bởi vì sợ tương lai nó không có ok. Hoặc là tới cái lúc mua sắm thì chúng ta cần cái đó thì chúng ta không có một cái lịch plan để dành tiền, không dành cái cơ hội đó để giáo dục cho con để dành tiền, mà chúng ta thường hay là trách móc, hoặc là nói là suốt đời cũng sẽ không có được những cái đó. Nên là cái việc mà trì hoãn mua sắm, hoặc là cái mua sắm theo cái kiểu là cực chán đã mới mua sắm, thì những cái việc đó
nó diễn ra trước mặt con của mình hết. Và con của mình nó thấy sao mà khổ cực quá, nên là sau này tương lai nó hay buông bỏ. Nên là cái cách để chúng ta tránh á, là chúng ta cần phải hướng dẫn cho con cái cách lập cái kế hoạch. Ví dụ như là chúng ta cần mua một cái tivi thì chúng ta mới nói rằng là nó cần khoảng bao nhiêu tiền đó, và để chúng ta có nó thì chúng ta phải có ngày tháng, mỗi ngày chúng ta phải tiết kiệm bao nhiêu, mỗi tháng chúng ta tiết kiệm bao nhiêu. Và khi chúng ta đạt được như vậy á thì chúng ta sẽ có cái khoản đó, thay vì chúng ta bức xúc trong cái việc mua sắm. Cái thứ tư đó là chúng ta tiêu xài theo kiểu cảm hứng. Có thể là nhà chúng ta không có tiền, và cũng có thể là nhà chúng ta có rất là nhiều tiền, nhưng chúng ta tiêu xài theo cảm hứng á là một cái cách con chúng ta nó sau này lớn lên á nó cũng không có quản lý được cái yếu tố tài chính của nó. Chúng ta mua quá cái chúng ta vỡ kế hoạch, rồi chúng ta lại bị nợ nặng. Hoặc là nghèo quá cũng không có cái hạch tiêu xài á thì lại tiết kiệm hết thì cũng không có đúng, mà chúng ta cần hạch toán ra những cái khoản ngân sách. Và đừng có mua theo cái kiểu cảm hứng, cái kiểu mình thích, mà chúng ta mua theo cái kế hoạch plan chi tiết cho con biết rằng là tại sao sản phẩm này chúng ta cần mua và sản phẩm kia chúng ta không cần mua, tại sao sản phẩm này nó lại hữu ích, chúng ta mua cái này thì chúng ta tiết kiệm cái gì, và tại sao cái sản phẩm kia thấy nó hữu ích mà chúng ta mua về thì chúng ta sẽ mất tiền. Cần giáo dục cho con những cái yếu tố đó. Cái thứ năm là chúng ta hay rên rỉ về nghèo á, độ khó và độ nghèo á. Nhưng chúng ta rên rỉ á, rên rỉ thì nó có hai cái hướng. Chúng ta rên rỉ theo hướng tích cực á thì nó cũng sẽ kích hoạt cho con của chúng ta sau này nó sẽ nỗ lực hơn. Bản thân mình á, hồi kia mẹ mình cũng hay rên, nhưng mà rất là may mắn là mẹ mình rên theo cái hướng tích cực. Mẹ nói rằng là tại cái đời của mẹ á, là mẹ không may nên là cái gia đình chúng ta nó không có tài chánh nhiều bởi vì con cái nhiều. Nhưng mà sang đời của con á, nếu mà con biết á, con chuẩn bị ngay từ bây giờ á, thì sang đời của con á, tài chánh nó sẽ dễ dàng hơn nếu mà con có kiến thức. Rên theo cái kiểu mà trách móc chồng này, hoặc là trách móc vợ này, hoặc là trách móc ông bà này, hoặc là vì nghèo mà chúng ta như vậy như kia nè, thì rên cái kiểu như vậy á, con chúng ta nó bị mất cái cảm hứng đi, và nó cảm giác nó sợ, nó e ngại. Nên là rên theo kiểu tích cực thì nên. Cái thứ sáu là chúng ta nợ nần nhiều quá và bị đòi nợ ngay trước mặt. Thì cuộc sống đôi khi chúng ta không nợ thì không được, nhưng mà lỡ nợ thì chúng ta có được cái cách nói chuyện với cái người chủ nợ nó như thế nào để cho phù hợp. Và những cái tình huống mà người ta đòi nợ gay gắt á, đừng để cho con nó chứng kiến tội nghiệp cái đứa con đó lắm. Bởi vì nó chứng kiến một cái hình ảnh mà nó kinh khủng quá. Thực sự mà những đứa bé nào á mà nó sống lên trong cái cảnh mà nợ nần của ba mẹ, mà bị chửi, bị bới, bị hù dọa, bị này kia, thì theo khoa học người ta nghiên cứu những đứa bé đó lớn lên á, một á là nó bất cần đời, hai á là nó không có muốn giàu, nó không có muốn đụng chạm tới tiền bạc. Nó nghĩ đồng tiền là xấu, mà hồi nãy mình đã nói rồi, tiền nó không có xấu, tiền nó chỉ là cái công cụ phương tiện thôi, cái cách người ta sử dụng đồng tiền nó xấu thôi. Nên hạn chế cho con tiếp cận với những cái hình ảnh đó. Người lớn của chúng ta nhớ gieo lại cho con những cái việc đó. Cái thứ bảy nghĩa là người nghèo nói chung á, và thậm chí hiện tại ba mẹ là các bạn, hạn chế mà không cho con đụng tiền ngay từ nhỏ. Con mà đụng tiền vô là la, thậm chí là đánh. Và thế là nó không hiểu gì hết. Cái cách nó khá đơn giản thôi, ngay từ nhỏ là mình đi mua cái gì thì mình cũng dẫn con theo và phân tích cho con hiểu là cái này tại sao nó có giá A. Ví dụ các bạn đi mua dầu ăn thôi, và nó rất là nhiều nhãn hiệu, mỗi nhãn hiệu nó một cái giá khác nhau, thì chúng ta phân tích cho con là tại sao cái nhãn hiệu dầu A này nè nó có cái giá này, và tại sao nhãn hiệu dầu B nó có giá này, dầu C nó có giá này, và tại sao người ta định giá là một cái chai dầu một lít á là giá nó 100.000, còn chai kia giá nó 120.000. Chúng ta giảng giải cho con theo một cái cách nó rất là trật tự, nó như vậy thôi. Rồi hướng dẫn cho con rằng là 100.000 này á thì chúng ta làm ra được những cái gì, và 100.000 này chúng ta để dành á thì nó có cái gì. Giảng giải cho con để nó hiểu về tiền ngay từ lúc nhỏ, và hướng dẫn cho con để cái cách nó yêu quý về tiền, nó trân trọng cái đồng tiền mà nó làm ra. Cái thứ 8 là thường thường người lớn không có giáo dục cho con về cái kiến thức về tài chánh. Cái này thì nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà cũng thông cảm là rất là nhiều người lớn cũng không có kiến thức về tài chánh. Kiến thức về tài chánh là như thế nào? Ví dụ là 1
là chúng ta phải biết rằng là chúng ta sở hữu cái gì là tài sản, cái gì là tiêu sản. Ví dụ như là chúng ta mua cái điện thoại, mà cái điện thoại nó giúp cho chúng ta làm ăn, chúng ta kinh doanh bán hàng online, nó giúp cho chúng ta có nhiều tiền nữa. Và chúng ta lấy lại được cái vốn mua cái điện thoại đó, cộng với hàng ngày nó tạo ra lãi cho chúng ta, thì cái điện thoại đó nó trở thành là tài sản. Và nói với con là tập trung về tiền để chúng ta sở hữu những cái tài sản. Còn khi chúng ta mua cái gì đó về mà nó không có mang theo tiền, thậm chí nó tiêu tốn thời gian của chúng ta và chúng ta mất luôn cả cái gốc đó, thì cái đó là gọi là tiêu sản. Cái thứ hai là giúp cho con nó hiểu được các cái nguồn thu nhập. Ví dụ như là cái cuộc sống chúng ta nó sẽ rất là khó khăn nếu cuộc sống ta chỉ có một nguồn thu nhập. Đặc biệt là những bạn mà đi làm nhân viên, các bạn thấy không, các bạn chỉ có một nguồn thu nhập mà đó là cái nguồn thu nhập rủi ro nhất. Thì chỉ cho con á, là bằng cách nào đó con phải có cái nguồn thu nhập thứ hai, nguồn thu nhập thứ ba, để gì càng có nhiều nguồn thu nhập á, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ được an toàn. Hoặc là chúng ta giáo dục cho con là về tính tiết kiệm, tiết kiệm như thế nào là tốt và tiết kiệm như thế nào là không tốt. Tiết kiệm theo một cách có kế hoạch là tốt, còn tiết kiệm theo cái kiểu mà keo kiệt luôn á thì nó hoàn toàn là nó không tốt. Và giảng giải cho con hiểu những cái nguyên lý đó. Hoặc là chúng ta hướng dẫn con là làm những cái phương pháp quản lý tiền. Ví dụ như là phương pháp 50-30-20. Phương pháp 50-30-20 nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta thu nhập được 10 triệu một tháng thì 50% trong đó là chúng ta dành cho gì? Dành cho cái việc chi phí cuộc sống bắt buộc, tiền ăn, tiền ở, tiền cơm nước. 30% còn lại á, là chúng ta dành cho những cái nhu cầu ăn chơi tiêu xài xã giao, là nó khoảng 3 triệu đó, tiền đi uống cà phê, tiền đi tán gái, ok, và tiền đi xây dựng mối quan hệ. Và 20% là khoảng 2 triệu á, là chúng ta dành cho việc đầu tư vào bản thân và đầu tư dài hạn. Theo công thức đó để con nó lớn lên nó có cái khả năng đó. Hoặc là nó cũng có phương pháp là 6 cái lọ là tiền của chúng ta mang về, ví dụ là 10 triệu thì chúng ta chia nó thành 6 cái lọ, nghĩa là 6 cái khoản. Là cái khoản thứ nhất là 55%, đó là chi phí chính của cuộc sống, cơm nước rồi đó. Cái khoản thứ hai là 5% là đi làm từ thiện. Cái khoản thứ ba là 10% là dành cho gì? Ăn chơi rồi đó, uống nước, khoảng 1 triệu đó. Cái khoản thứ tư là đầu tư vào giáo dục, người ta gọi là educate á, là dùng 1 triệu đó để chúng ta đi học, để chúng ta mới nâng cấp được cái con người của chúng ta lên. Đầu óc cái con người của chúng ta nó rất là hay, khi mà chúng ta càng học thì cái đầu óc chúng ta nó càng mở rộng ra. Cái khoản thứ năm là dành cho cũng 1 triệu để đầu tư vào những cái gì đó dài hạn. Ví dụ là chúng ta dành 1 triệu để chúng ta đi mua cổ phiếu của một cái công ty nào đó, và chúng ta để dành nó trong 5 năm, 10 năm sau, gọi là khoản đầu tư dài hạn. Cái thứ 6 là một cái tài khoản nữa, khoảng 10%, tài khoản đó nó giúp cho mình để đạt được tự do tài chính, gọi là 6 cái lọ. Ý ở đây muốn chia sẻ với các bạn rằng là nếu người lớn chúng ta hiện tại mà đang có những cái thói quen vừa rồi mà nói thì chúng ta hãy hạn chế đi. Đời mình đã khổ rồi, mình đừng có ảnh hưởng đến đời con của mình nữa. Hồi nãy giờ mình nói sơ sơ, hôm nào mình sẽ nói về các cái kiến thức về tài chính, nó gồm những cái gì để các bạn nắm được hơn. Cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình này. Mong các bạn ủng hộ mình, và bạn nào mà lần đầu tiên xem cái kênh của mình thì các bạn bấm like mình. Bên kênh YouTube là các bạn nhớ bấm like và bấm cái chuông nữa. Bye bye cả nhà nha.